Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 46, sau khi Cơ Tử Nguyệt thoát khỏi phong ấn, nàng đã ngay lập tức bắt Diệp Phàm và trói lại, sau đó đòi anh ấy giao ra mộ khí. Đáng tiếc, Diệp Phàm dù làm cách nào, anh ấy cũng không giao ra, bởi vậy hai người vẫn chí chóe với nhau như ban đầu. Sau một hồi, Cơ Tử Nguyệt không vui đùa với Diệp Phàm nữa, bất chợt thanh âm nàng vang lên nói: "Nếu như tính toán thời gian, cũng sắp tới thời điểm Thái Huyền Môn thu đồ đệ rồi, không bằng chúng ta trốn ở bên trong Thái Huyền Môn." Dứt lời, gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra một nụ cười lém lỉnh. Sau đó, nàng chỉ vào hình tròn trên tay mình, hai người liền được dịch chuyển tới một nơi khác. Thời gian qua đi, sau một đoạn thời gian phi hành, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đã có mặt ở tại bên ngoài Thái Huyền Môn. Nhìn nhau, hai người liền chạy thẳng vào bên trong, vừa qua hàng trăm bậc thang và tiến vào sân chính, nơi Thái Huyền Môn tuyển chọn đệ tử. Thế nhưng, lúc hai người tới, nơi đây đã đầy áp người đi tới tham gia tuyển chọn. Quan sát một hồi, Diệp Phàm thấy ở vị trí trung tâm kia là thấy bóng dáng của Lý Tiểu Mạn. Nhìn nàng, Diệp Phàm không nói gì, còn Cơ Tử Nguyệt, rất nhanh, nàng đã kéo nam nhân kia cùng mình đi lên đầu. Vừa tới, hai người liền bước vào một vòng ánh sáng tỏa ra năng lượng ở dưới chân và bắt đầu kiểm tra tư cách. Nhất thời, bàn tay Lý Tiểu Mạn cũng liền sáng lên. Sau đó, cả hai liền được truyền tống tới một khoảng sân rộng lớn. Vừa tới đây, trước mắt Diệp Phàm cùng đông đảo đệ tử đã xuất hiện một thanh niên tuấn tú, thân hình đứng giữa không trung. Sau đó, hai tay hắn ta kết ấn, một đạo lưu quang điểm phóng thẳng xuống phía dưới. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liền né tránh. Nhòm mắt nhìn lên phía trên, Diệp Phàm hiểu kia dường như là một loại khảo nghiệm, bởi vậy anh ấy chỉ tránh né mà thôi. Thế nhưng sau một hồi, không hiểu lý do gì, đoàn ánh sáng tới từ thanh niên kia thi triển lại nổ tung, làm nơi đây rung động kịch liệt. Cũng nhờ thế, Diệp Phàm cùng mọi người đã vượt qua khảo nghiệm. Ngay lập tức, chớp mắt họ xuất hiện một tòa truyền tống. Thấy vậy, một vài người đã nhanh chân phóng vào bên trong luồng ánh sáng kia. Còn Cơ Tử Nguyệt, nàng nói cho Diệp Phàm biết, nơi đây có 108 tòa chủ phong. Tiếp theo, hai người sẽ chọn cho mình một trong số 108 tòa chủ phong đó, làm nơi mà mình sẽ tu luyện. Dứt lời, hai người liền phóng người đi vào bên trong tòa truyền tống trận kia và tới một nơi hoang vắng. Nhìn cảnh tượng chớp mắt, Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, khi hỏi Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm mới hiểu nơi đây từng có truyền thừa lại một bộ tiên thuật vô cùng thần bí. Bởi vậy, nữ nhân kia muốn tới đây để tìm nó. Thế nhưng, đang trong lúc hai người trao đổi, từ phía xa, một vị lão nhân lại đột nhiên xuất hiện. Thấy vậy, Cơ Tử Nguyệt liền nhanh nhẩu tiến tới. Còn vị lão nhân kia, nhìn hai người, thanh âm ông vang lên nói: "Các ngươi đến kiểm tra hay sao? Truyền thừa 500 năm chưa xuất hiện, các ngươi tới đây chỉ phí hoài 5 tháng của mình mà thôi." Nghe thế, Cơ Tử Nguyệt nhanh nhẩu đáp: "Chúng ta không sợ, có thời gian thì có thể chờ đợi, ta chỉ quan tâm tới truyền thừa của ngọn núi này." Nghe thế, vị lão nhân kia mỉm cười nói: "Các ngươi nhất định đã biết, truyền thừa của ngọn núi này chính là trong một trong cửu bí theo truyền thuyết, hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch." Thấy vị lão nhân kia nói vậy, Diệp Phàm liền đáp: "Tiền bối, người muốn tiến hành kiểm tra như thế nào?" "Thật ra không cần khảo nghiệm, đã rất nhiều năm không có người tới đây, các ngươi nếu như muốn ở lại thì tất cả đều qua cửa ải." Nghe thế, Cơ Tử Nguyệt lại lém lỉnh đáp: "Lý tiền bối, nếu đã tới đây rồi thì chúng ta cũng nên theo quy củ mà tiến hành khảo nghiệm." "Được rồi, nếu các ngươi muốn, ta sẽ cho các ngươi khảo nghiệm." Dứt lời, vị lão nhân kia liền vung tay, một cánh cửa xuất hiện. Thấy vậy, Cơ Tử Nguyệt nhanh chóng tiến vào. Sau đó, bên trong liền xuất hiện rất nhiều cột đá. Nhìn cột đá này, Cơ Tử Nguyệt thoáng khựng lại. Ngay sau đó, thân hình khẽ động, nàng liền phóng về phía trước, vượt qua từng cột đá kia. Cơ thế rất nhanh, Cơ Tử Nguyệt thoáng chốc đã vượt qua được một nửa. Đến đoạn cuối cùng, Cơ Tử Nguyệt bàn tay khẽ động, nàng liền dùng pháp lực trong cơ thể phóng ra, đánh tan một cái cột đá và đứng ở cột cuối cùng. Bất ngờ, nơi đây cũng liền xảy ra dị tượng, một luồng ánh sáng cũng liền phóng thẳng trời cao. Thấy vậy, vị lão nhân kia có chút kinh ngạc. Tiếp theo đến lượt Diệp Phàm, lần này cũng giống như Cơ Tử Nguyệt. Rất nhanh, nam nhân kia đã đi vào bên trong cánh cửa. Sau đó, anh ấy trực tiếp lao về phía trước và cẩn thận tính toán nhịp điệu của những cây cột kia để có thể an toàn vượt qua nó. Thế nhưng lần này, vị lão nhân kia lại tự mình ra tay. Nhất thời, một cây cột liền phóng thẳng về phía Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm ngưng tụ lực lượng vào quyền cước trực tiếp đón đỡ. Đến đây thì hết tập 47 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại!